Thường thường họ chuyển năm xe ở trên đường, không anh họ chuyển năm xe ở chỗ trung tâm thương mại. Chúng ta cùng xem một chiếc xe cụ thể nhé. Một xe này nhìn cái động cơ khổng bố quá, đúng kiểu cổ luôn, thân dài. Chiều cao thì hơi thấp, bên trong thôi quá hầm hố, tít ngắn, đầu hơi dài. Anh chạy tốt lắm. Xe hiệu điếu bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Chào các bạn.